Xin chào tất cả các em cần thủ đam mê cá tầm toàn quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 14.000 câu nha anh em. 14.000 câu này, 14.000 câu chia cho anh em đi lua hàng máy đứng. Hàng này sẽ một số hàng sẽ hàng săn hàng, hàng lua gần. Rồi, năm mới cũng chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe, lên thật là nhiều hàng nha. Rồi, đếm cho cụ thể từng cây cho anh em xem. Mình tham khảo. Cây thứ nhất em lên cho người một cây hàng lua gần. Lua gần 3 khúc nha anh em. Lua gần 3 khúc. Chất liệu vật liệu carbon. Đây này mọi người. Đó. Thì miếng bao nhiêu lông ở đây vẫn còn luôn nè. Ngoại hình còn tương đối sáng, cây màu đỏ nha mọi người. Đó. Báo tập bát Pussy. Đó. Thì cây này dài 3m6 nha nè. Dài 3m6, phen là phen hãng báo tập bát Pussy. Đó đây nè, phen hãng nha. Thì phen nó không thấy nó đóng chữ thì em bảo anh em là phen hãng. Đó, không có phán bề bạ. Thì anh em thì cái này dài 3m6 nha anh em, dài 3m6 3 khúc. Đây, tên nó đây. Lát. Phát lát gì nha mọi người. Đó. Thì cái này độ cứng nó tương đương G tầm khoảng MH nha anh em. Đó, G tầm khoảng MH. Hàng này chỉnh cho anh em lua gần, đánh lóc, đánh giá thiệt. Đó. Thì cái này nặng là 340g, giá công khai cây súng 1 giá là 800 nha anh em, 800 bao ship nha. Clip này đầu năm bao ship hết nha mọi người. Tiếp theo cây số 2, thì cây số 2 em đơn cho người là một cây hàng của Smith. Thì hàng Smith này thì full túi nha anh em, full túi, hàng của nội địa, hàng Spain. Xem mọi người. Spain nha. Full túi. Đây, phen là phen Pussy lỗi xít nha, anh em nhìn từ xa thấy rất là bóng luôn nha anh em. Đó, phen xít nha. Đây, rất là xịn sò luôn. Cây này độ mới tầm khoảng 93-95% anh em. Cực kỳ mới luôn. Hàng này về cho anh em lua lóc, lua chẽm, đánh mú. Đó. Thì cái này anh em lua lóc thì dạng đánh lóc dạng mồi giả thôi. Đó. Thì cái này tải mồi từ 6 đến 21 gram, tải dây từ 4 đến 12 lb. Cái này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, hàng Smith, hàng nội địa, phen xít, phen xít, phen Pussy, bát Pussy tam quan, bát Smith luôn. Thì cái này nặng là 144g, đọt là 1.8, dài 2m1, tải mồi từ 6 đến 21g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 2 triệu nha anh em. Đó, giá 2 triệu cây số 2. Phen ship này thì bao xịn sò nha mọi người. Đó, bao xịn sò luôn. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em đang quẩn cho mọi người là một cây Smith, phen là phen ship nha anh em. Đó, hàng nào để phen ship. Hàng chia cho anh em đi lua. Đó. Đồ lóc chẽm. Hàng này hàng đánh chẽm mà, đánh chẽm im. Đó, có độ dịu và độ nảy. Đó, đánh chẽm, đánh nhồng, câu cá măng. Đúng rồi, phần xít nha nè. Xít. Cây này ngoại hình nó ra tầm khoảng 93% nha nè, 93%. Keo chỉ còn ok hết nha. Lỗi xít. Buộc xít màu chè nha mọi người. Smith là đẹp. Cái này vẫn còn full túi nha mọi người, còn full túi. Bát Pussy tam vàng, phen là phương Pussy. Pussy loại xám đây anh, Pussy 20. Thì cái này nặng là 149g, đọt là 1.6 ly, dài là 2m31, tải mồi từ 6 đến 21g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Rồi, giá công khai cái số 3, giá quán nợ 2 triệu nha anh em. 2 triệu cái số 3, cái này full túi nha. Dạng đánh lóc chẽm. Hàng lua. Thì tiếp theo là cây số 4. Thì cây số 4 lên cho người một cây Smith. Hàng này hàng bạo lực nha anh em. Smith này nội địa nha anh em. Spain. Phen vẫn là phen xít mà được cái là phen bổm nha anh em, phen bổm xít. Hai cây kia là phen ca. Phen bổm xít nha. Bát là bát Smith Pussy. Keo còn rất là ok nha anh em. Phen bấm nha. Nhìn bộ phen là rất là ưng mắt luôn nha mọi người. Bu nữa đây. Keo ok hết nha mọi người. Keo ok hết luôn. Không lỗi lầm gì. Ngoại hình đẹp nha anh em. Ngoại hình tương đối đẹp. Hàng này về cho anh em đánh lóc. Đánh lóc, đánh giá thiệt. Săn hàng. Thì cái này nặng là 250g. Đọt 2 ly 1, dài là 2m28,
tải mồi từ 10 đến 60 gram. Đánh từ 10 đến 60 gram là anh em đánh nhé thiệt là vô tư, đánh nhé thiệt sân hàng. Anh em lưu biển, lưu gần, câu mú, câu mú, câu chẽm, câu vượt khỏi máy thì tải dây từ 8 đến 25 lb, giá công khai cái số 4, giá là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cái số 4, rất là đẹp anh em, phen là phen bấm. Tiếp theo là cây số 6, thì cây số 6 vẫn là một cây Smith, thì cây Smith này dạng cho anh em Logan, Logan đánh lóc săn hàng. Thì cái này là một cây Smith phen K, phen xít nha anh em, phen xít kêu ok nha anh em. Đây, Smith bát là bát Smith Pussy, phen là phen Pussy, phen Pussy K, lọ xít rất là đẹp luôn nha anh em. Buông ra đây. Cái phần này nó có xước xác nha mọi người. Giờ rút ra rút vô nó xước xác thôi, không lỡ lầm gì hết. Phen ok nha anh em. Thì cái này dài 3 mét, nó tải mồi từ 10 đến 40 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb, chất liệu rượu carbon. Hàng chia cho anh em tính lốc chẽm săn hàng, Lugan nha mọi người, hàng Lugan. Thì cái này nặng là 220 gram, dài 3 mét, đọt 2 ly, tải mồi từ 10 đến 40 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 5, giá là 2,5 triệu nha. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 được một số anh em hỏi về săn hàng, đánh gần, đánh bạo lực. Thì cây số 6 lên cho mọi người vẫn là một cây Smith, khoen là khoen bóm nha mọi người. Một cây Smith khoen bóm. Smith phen bấm. Thì cái này dài 3 mét, đánh bạo lực. Cái này tải mồi mát là 100 gram nha nè, tải mồi mát 100 gram. Phen bấm cực kỳ ngầu luôn. Bát là bát Smith Pussy, phen là phen Pussy bấm. Cái này dài 3 mét, tải mồi từ 18 đến 100 gram, tải dây từ 12 đến 40 lb nha nè, từ 12 đến 40 lb. Phen là phen xít nha anh em, phen xít bóm. Bu xít nè anh em, bu xít màu chày. Mấy cái phen này thì anh em về đánh biển vô tư luôn. Đánh bao hư luôn á. Phen đề 3 này, phen đề 3 40 nha anh em, phen đề 3 40. Đánh biển ra rất là xa luôn. Nha mọi người, đề 3 40 nha. Phen còn rất là ok anh em, cần bao bóng luôn. Ngoại hình còn ok, sức sắc ít. Hàng này về cho anh em đánh bạo lực săn hàng, đánh nhanh thiệt thì anh em dạng câu lóc bông rồi, tải tới 100 gram nè, bao đánh. Thì cái này nặng là 340 gram, dài 3 mét, tải mồi từ 18 đến 400 gram, tải dây từ 12 đến 40 lb, đọt 2 ly, đọt 2 ly tư nha anh em, đọt 2 ly tư. Giá công khai cây số 6, giá là 3,5 triệu nha anh em, 3,5 triệu cây số 6 săn hàng nha. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người một cây hàng của hàng đeo. Đây này, hàng đeo. Thì cái này còn full túi nha anh em, full túi hàng đeo. Thì cái này cái nồi đĩa rồi, hàng đeo nồi đĩa. Phen vẫn là phen chân ca, phen xít. Thì clip này ngoài cây số 1 ra, phần tất cả phần còn lại là đem lên phen xít hết nha anh em, phen xít hết. Chất liệu carbon sẵn nha anh em, carbon sẵn. Thì ngoại hình nó có xuất sắc li ti nha mọi người, chắc li ti thôi, không tránh được. Phen xít nè, phen xít đời 330, bu màu chè, rất là đẹp luôn. Cái này còn phun túi nha, phun túi. Thì cái này tải mát là 30 gram nha anh em, tải mát 30 gram, dạng đánh lóc thoải mái rồi, 30 gram đánh lóc, đánh chẽm, đánh mú thoải mái. Lui gần, phen xít nhìn xa cực kỳ bóng nha nè. Thì cái này nặng là 189 gram, đọt là 2 ly 2, dài là 2m58 nha anh em, 2m58. Test độ cong cho anh em luôn nè, độ cong độ nảy luôn. Tải mồi mát là 30 gram, tải dây từ 8 đến 16 lb, giá công khai cây số 7, giá là 2,2 triệu nha anh em, 2,2 triệu cây số 7. Hàng ngoại hình có xuất sắc li ti, được cái bù lại bộ phen xít, rất là xịn xò.
Tiếp theo cây cây số 8. Cây số 8 lên cho người một cây hàng khá thương hiệu, một cây cần của Micrograb. Micrograb thì cái này một số bộ phen là bộ phen xít cánh bóng. Đó. À, ngoại hình còn rất là bóng nha anh em. Cây này còn full túi nha. À, bát là bát Pussy. Đó. Anh em. Rất là bóng luôn. Đó. Đây. Con số đây mọi người. Đó, cái này dài là điểm xem. Cái này dài là 2m88 nha anh em. Dài 2m88, tải mồi từ 15 đến 42 g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Hãng Micrograb, độ cứng M, độ cứng chuẩn cho anh em đánh lóc, đánh giá thiệt. Sân hàng Lugan. Anh em có thể đánh chẽm, đánh nhông, có muốn. Phen xít nha, phen xít cánh bóng. Ngoại hình cái này độ mới ra tầm khoảng 93% nha anh em, 93%. Buộc chống sắn, buộc chống sắn, buộc xít. Càng mới nha mọi người. Ngoại hình ít xuất sắc. Phen ở đây, phen chạy ở đây. Rất là ok anh em. Cái này của anh em đánh mùa vô tư. Thì cái này nặng là 210g, đọt 21. Tải mồi từ 15 đến 42g, tải dây từ 8 đến 20GB, dài 2m28, dài 2m88. Rồi, giá công khai cây số 8, giá 1,7 nha anh em, 1,7 cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người một cây hàng cho anh em lưu mực, đánh bạch tuộc. Anh em có thể dạng đánh đi lua cũng được. Thì cái anh em lên cho người là một cây cần phen xít chân cao, nhưng mà dạng phen lùng đó anh em. Đó, phen lùng. Máy đứng nha, máy đứng nha mọi người. Bát là bát Pussy tem vàng, hàng hàng Daiko. Anh em, hàng Daiko. EC nè, hàng chiên anh em lua mực nè. Đó, đây là thông số tải của con mực 2.5 đến 4.0. Thông số BE thì tải dây từ 0.8 đến 2 nha anh em. Đó, tải dây từ 8 đến 20 lb, hàng Sepen, Daiko là điện nha. Đây. Thông số tải dây của nó bằng với cây Micrograb này em mọi người. Đó. Bằng nha. Hàng Sepen là điện nha em, hàng Daiko. Đó, phôi thì khỏi chê. Phen là phen xít. Đó. Dạng anh em lua mực. Câu Lugan nha anh em, lô mực Lugan, đánh là vô tư. Phen xít chân cao nè, đó. Dạng phen lùng. Ngoại hình thì có xuất sắc đi ti nha anh em, ngoại hình có xuất sắc đi ti, không tránh khỏi rồi. Đó. Hình nội địa Sepen. Thì cái này nặng là 160g, đọt là 1.6. Tại dây từ 8 đến 20 lb, dài 2m7. Rồi, giá công khai cây số 9 giá là 2,2 triệu nha. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 bên cho người là một cây Daiko, hàng full túi nha nè, có túi. Thì vẫn là một bộ phen xít nha nè, phen xít. Nhìn cái bộ phen xít này đã mắc thiệt. Đó, bóng lưỡng. Chất liệu là liệu carbon. Cây này một cây Abu. Bát là bát tem vàng nè, bát tem vàng Japan. Đó, bát gòn luôn. Thì cây Abu này dài là 2m4, dài 2m4, độ cứng ML. Tải mồi mát là 21g nè, tải mồi mát 21g, tải dây mát là 12 lb. Joystick Mat Fit, một cây Abu thương hiệu nổi tiếng. Đó, thương hiệu này thương hiệu hàng cao cấp nha mọi người. Bọn sẵn nha em. Các bạn sẵn găng gút này. Đây, nó có xuất sắc liệt tì trên đây tí. Bu là bu xít nha em. Bu xít của Abu, dạng bu là cao. Các liệu carbon khỏi chay nha mọi người. À, rất là đẹp luôn. Ngoại hình cái này còn tương đối mới nha em. Ít xuất sắc. Sepen. Đó, đóng bát. Cái này về cho anh em đánh chẽm, đánh hồng, câu cá măng, dạng đánh lóc mà anh em đánh màu giả, đánh rất là ok nha anh em. Thôi anh em dạng câu cá chép á, dạng này câu cá chép khỏi chê rồi. Thì cái này nặng là 135g, đọt 1,7 dài 2m4. Rồi, giá công khai cái này là 2,5 triệu nha anh em, cái số 10 2,5 triệu.
Tiếp thêm lên cây số 11. Cái 11 làm lên cho người là một cái Daiko còn full túi. Thì cái này vẫn sổ bộ phen, bộ phen xích nè, bộ phen xích. Đây, đó. Xích. Rất là đẹp luôn, đó. Dạng Daiko đời cao. Cán vẫn là cán băng, bát có một cúp carbon này nè, đó, nhìn cực kỳ đẹp nha. Bát là bát Fuji nha. Đó, ngoại hình tương đối mới. Phen 13 đây, phen 13 này chắc khoảng 40. Đó. 35 40. Bu trọng sắn, bu dạng bu đời cao. Thấy mọi người, đó. Keo chỉ ok hết nha anh em. Keo chỉ ok hết. Hàng Daiko nội địa. Thì cái này tải mồi mát từ 20 đến từ 7 đến 20 gram, tải dây từ 8 đến 12 lb, dài là 2m7 nha anh em, dài 2m7, độ cứng L. Độ cứng này về cho anh em luôn gần, dạng đánh mồi nhẹ. Đánh mấy con mún gần bờ á mọi người, đánh cảm canh cảm giác. Câu chép dịch vụ. Đó. Câu nhảy hơi săn măng. Thì cái này nặng là 174 gram, rất là nhẹ luôn. Đọt là 1 ly 6, dài hết 7, tải mồi mát 20 gram, tải dây mát là 14 lb. Rồi giá cây số 1 giá là 2,2 triệu nha, 2 triệu nha anh em, 2 triệu, cái số 1 2 triệu. Thêm lên cho người là ba cây cuối cùng, dạng ba cây này dạng ba cây săn hàng. Đó. Hàng dạng hàng trưng bày nha anh em, hàng trưng bày hàng sẽ lướt qua thôi. Cây này còn full hợp nha nè, một dòng đây qua full hợp. Rồi, có túi luôn, sách hướng dẫn nó nằm trong đây luôn á. Thì cây này cây đây qua Z-Cutter nha mọi người. Đây thông số nó đây đó. Thì cây này dài là 2m9 nha anh em, dài 2m9. Thu gọn là 100, cái này là thu gọn 150 cm, hai khúc. Đó. Nặng là 205 gram, dạng đai qua, dạng đai qua đời cao nha anh em. Đó. Thì đọt nó đọt 2 ly. Đó. Góc là 13.9. thì cái này tải mồi á, tải mồi lua á, từ 10 đến 40 gram thôi anh em, mà anh em tải mồi CNC á từ 10 đến 60 gram. Đó. Chất liệu carbon là 96%, rất là cao luôn. Phun hợp nha anh em, phun hợp tối hàng đời cao đó này anh em, hàng còn cực kỳ mới luôn. Anh em thấy không, phôi nó dạng phôi carbon cargo nữa nè, nó đang 2-3 lớp ở trong luôn. Đó, phen là phen chân cao nha mọi người, phen chân cao xích nha. Đây, đó, soi cho anh em xem đây. Đó, phen ca đây qua bát là bát đề cao. Đó, bát đề cao giờ nó có hai cái gạt rồi mọi người. Dạng hàng China xuất Nhật nha anh em, hàng China xuất Nhật, tem mã code đầy đủ nha, rất là mới luôn. Đó. Hàng trưng bày buộc chống sẵn mọi người, buộc chống sẵn. Phen nó đây Fuji nha anh em, phen Fuji, phen Fuji xít nha mọi người. Đó. Phen Fuji xít phôi khỏi chê rồi, phôi bao chắc rồi. Đó. Cây này què anh em đánh lóc hết bài luôn, đánh lóc luôn gần. Đó, săn mú săn hồng chẽm hết bài. Đó, cần cực kỳ ok anh em, độ cứng em bờ khá cứng. Rồi giá công khai cây số 12, giá là 3 triệu anh em, 3 triệu cây số 12. Tiếp theo cây số 13, cái 13 em lên cho mọi người là một cây của hàng Ryobi. Đó. Thì cây này vẫn là full túi anh em, full túi luôn. Thì cây này dài là 3m69, thu gọn 128 gram, cây này 3 khúc nha, đọt là 1 ly 6, góc là 17.4. thì cây này nặng là 330 gram, tải mồi từ 7 đến 28 gram thôi nha anh em, tải mồi từ 7 đến 28 gram thôi. Hàng này hàng cho anh em lưu gần, anh em có thể câu lăng xe trong chép thoải mái. Đây đó, đây phôi nó cũng dạng là phôi hàng chuẩn mọi người, phôi xịn sò luôn. Phôi này phôi hết nước chấm luôn á, bát cực kỳ đẹp luôn nè.
Phen là phen xít anh em, phen là phen xít. Coi này hết nước chấm luôn rồi, rất là đẹp. Coi hai da. Quá trời ok luôn nha mọi anh em. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 2,5 triệu nha mọi người, 2,5 triệu. Tiếp theo cây số cuối cùng, cây số 14. Thì một cây số 14 là một cây hàng đẳng cấp, hàng Yamakasu. Đó, full túi sách hướng dẫn đầy đủ nha anh em. Trong đây, đó. Thì anh em săn hàng thì gặp hàng này khỏi chê. Đó, chất lượng nó là khỏi khoái bàn cãi nha mọi người. Đó. Thì cây Yamakasu này thì sở hữu bộ phen là một phen xích gòn. Đó, cần 3 khúc. Cần 3 khúc nha mọi người. Dài là 3m66, nặng là 305g, 3 khúc. Thu gọn 129g, đọt là 1, đọt là 2,4 ly, gốc là 17. Gốc là 17 nha anh em. Đó. Tổng số tải mồi nó đây. Thì nó tải mồi từ 10 đến 50g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Tải 10 đến 50g anh em đánh lốc, đánh nháy thiệt. Luôn gần dạng đánh bao lực thoải mái rồi. Đó. Full hộp nha anh em, full hộp full túi. Hộp cực kỳ chắc luôn. Thì dạng này thì dạng hàng trưng bày anh em, hàng trưng bày. Đó, rất là mới luôn. Anh em, xích gòn nha anh em, xích gòn. Được cái là phen đen nữa chứ. Đó, phu sinh anh em. Đó. Phen chưa bị muối ăn gì hết luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, định vị luôn nha mọi người, định vị luôn. Bát gòn luôn nha mọi người, bát gòn. Phen gòn nha anh em. Lõi lõi gòn nha anh em. Đó, xích gòn luôn á, chứ không phải lõi thường. Đây, khúc nói nó đây mọi người. Đó, khúc nói nó thôi nhìn cũng đủ đẳng cấp rồi. Đó. Bù gòn luôn. Đó. Khỏi treo đâu được. Rất là đẹp anh em. Đó, hàng chuẩn anh em lưu gần nha, hàng lưu gần. Đánh lốc săn hàng dạng hàng trưng bày nội địa đây, soi ở sau lưng đây. Yamakasu nha nè, Yamakasu. Rồi, cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, bao đẹp nha. Rồi, cây cuối cùng, cây số 14, giá là 1 triệu, giá là 4 triệu anh em. Đó. Cây số 14 giá là 4 triệu nha. Rồi, đó tổng cộng 14 cái cần em lo cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt, đem số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.